Kim Kardashian chưa sẵn sàng hẹn hò trở lại. Sau khi chia tay tình trẻ Twist Davidson, Kim Kardashian có vẻ như vẫn chưa vội tìm kiếm người mới. Trong buổi phỏng vấn trên chương trình Live with Kelly and Ryan, Kim Kardashian đã chia sẻ về đời sống riêng tư, trong đó cô thú nhận chưa sẵn sàng cho việc hẹn hò. Cụ thể, người dẫn chương trình đã hỏi cô về mẫu bạn trai mà cô đang tìm kiếm trong tương lai. Tuy nhiên, ngôi sao truyền hình thực tế khẳng định cô không cần bất kỳ ai ở thời điểm hiện tại. Tôi chẳng tìm kiếm bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cả. Tôi nghĩ điều tôi cần bây giờ là tập trung cho bản thân, tập trung cho việc học trở thành luật sư của tôi và tập trung vào con cái của tôi nữa." Kim chia sẻ. Trước đó vào đầu tháng 9, vợ cũ của Kanye West cũng đùa cực rằng việc hẹn hò với những người cùng ngành giải trí có vẻ không phù hợp với cô. Kim Kardashian cũng khiến khán giả bất ngờ khi nói rằng có lẽ cô nên tìm kiếm bạn trai ở những ngành nghề khác, ví dụ như nhà khoa học bác sĩ, luật sư. Cũng trong nhiều buổi phỏng vấn, Kim khẳng định nguyên nhân dẫn tới việc cô và Pete Davidson chia tay không phải do hiềm khích hay do cả hai hết tình cảm. Một phần lý do họ quyết định chia tay là vì quá bận. Cả hai đều phải di chuyển mọi lúc và việc duy trì mối quan hệ trở nên khó khăn, nguồn tin chia sẻ. Pete Davidson đánh dấu mối tình đầu tiên của Kim Kardashian kể từ khi nữ doanh nhân ly hôn với Kanye West cặp vợ chồng cũ có với nhau bốn người con, Nót 9 tuổi, Sên 6 tuổi, Chi Kago 4 tuổi và Sam 3 tuổi. Kể từ sau khi chia tay bạn trai, Kim Kardashian chỉ tập trung vào công việc và các con thay vì tiếp tục tìm kiếm những mối quan hệ tình cảm khác. Theo Fox News,